Các bạn đã bao giờ thử tạo ra lửa từ kính lúp chưa? Chiếc kính lúp tưởng chừng đơn giản nhưng lại có khả năng biến ánh sáng mặt trời thành ngọn lửa. Trước khi khám phá sức mạnh của kính lúp, chúng ta hãy xem chức năng phổ biến nhất của nó là phóng to hình ảnh của vật được quan sát. Nó thường được dùng trong việc đọc sách báo. Các dòng chữ hoặc hình ảnh sẽ được phóng to rõ ràng. Từng dòng chữ nhỏ xíu trên gói mì tôm giờ cũng trở nên rõ nét. Một bông hoa bình thường giờ đây cũng trở nên rực rỡ. Những ngọn cỏ cũng được phóng đại lên sống động và chi tiết hơn. Chúng tôi sẽ ra vườn lấy những bẹ dừa khô, những thứ rất quen thuộc và sẵn có. Chúng rất dễ bắt lửa vì cấu trúc sơ rỗng, giúp hút khí oxy hiệu quả, hỗ trợ cháy từ bên trong. Chúng tôi sẽ vo nhẹ những phần bẹ dừa vừa lấy, tạo thành từng nắm nhỏ, giúp chúng giữ được nhiệt tốt hơn, lửa sẽ lan nhanh hơn, và phần quan trọng nhất là chỉnh ánh sáng hội tụ của kính. Chúng tôi sẽ nghiêng và di chuyển kính lúp, sao cho ánh nắng tập trung thành một chấm sáng nhỏ nhất có thể. Chính tại điểm đó, toàn bộ năng lượng mặt trời sẽ hội tụ lại, tạo ra nhiệt độ đủ cao để đốt cháy. Đặt nắm bẹ dừa dưới chấm sáng. Khi chấm sáng đủ mạnh, bạn sẽ thấy khói ban đầu bốc lên. Nhưng ngọn lửa vẫn chưa xuất hiện, chúng tôi cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Khi khói nhiều lên, hãy thổi nhẹ hoặc tận dụng gió ngoài trời. Và chỉ sau một thời gian ngắn, ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ chính ánh sáng mặt trời. Khi trời nhiều mây, ánh sáng mặt trời yếu thì rất khó để tạo ra được lửa. Chúng tôi đã thử vài lần khi nắng yếu nhưng đều không thành công. Chỉ khi nào nắng đủ lớn thì việc tạo ra lửa mới hiệu quả. Sau khi ngọn lửa bùng lên, hãy cho những thứ dễ cháy vào để duy trì ngọn lửa. Một chiếc lá khô, nhẹ và giòn cũng là vật liệu lý tưởng để thử nghiệm.
Chỉ cần một vài giây, chiếc lá khô bốc khói rất nhanh. Bìa cáp tông, loại vật liệu dày hơn nhưng vẫn dễ cháy nhờ bề mặt sẫm màu của chúng. Chấm sáng nhỏ từ kính lúp đủ sức làm nó xém đen và bắt đầu cháy dần. Cuối cùng là một tờ giấy mỏng, tưởng chừng dễ cháy nhưng thực tế lại khó hơn những vật còn lại. Vì giấy trắng phản xạ ánh sáng nhiều hơn và hấp thụ nhiệt ít hơn. Trong khi đó, bẹ dừa, lá khô hay bìa các tông với màu sẫm hấp thụ ánh sáng tốt hơn, nóng nhanh hơn và cháy nhanh hơn.